4M Robot báo động đột nhập là đồ chơi khoa học giúp bé tìm hiểu các nguyên lý hoạt động trong môi trường xung quanh. Với mong muốn trở thành một người bạn đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc chia sẻ và cung cấp những sản phẩm đồ chơi khoa học. Trí tuệ giúp phát triển khả năng tư duy, học hỏi ở trẻ nhỏ, vì vậy mỗi món đồ chơi từ 4M không chỉ đơn thuần là đồ chơi đồ dùng mà còn giúp phát huy mọi tiềm năng, kích thích sự sáng tạo của bé, hơn hết là công cụ giúp bố mẹ xây dựng nên những mảnh ghép ký ức tuổi thơ thật hạnh phúc bên bé và gia đình. Robot báo động đột nhập 4M là mô hình đồ chơi với các hướng dẫn chi tiết giúp bé lắp ráp bằng tay. Rèn luyện khả năng thực hành, quan sát đồng thời rèn luyện tính kiên nhẫn của trẻ, công dụng chính của sản phẩm. Giúp trẻ khám phá thế giới và quy luật vận hành của các sự vật hiện tượng tồn tại trong thế giới khách quan giúp bé tìm hiểu nguyên lý kết nối mạch điện, phát triển khả năng tư duy sáng tạo, rèn luyện khả năng thực hành và tính kiên nhẫn của trẻ. Bộ đồ chơi bao gồm, phần A, thân robot có chuông kim loại X01, phần B, cánh tay robot X02, phần C. Chân robot X01, phần D, hammer, búa X01, phần E, nắp hộp pin X01, phần F, tấm kích hoạt X01. Phần G, giá đỡ tấm kích X01, phần H, mô đun tấm kết nối X01, phần Y, nắp tấm kết nối X01 phần G, hình dán X01, phần K, miếng dán xốp hai mặt X04, phần L, chốt đàn hồi X03, phần M. Vít nhựa X01, chuỗi bạt X01, phần 0, vít X02 và các hướng dẫn đã được tháo rời, đồ chơi khoa học là gì? Đồ chơi khoa học là những sản phẩm đồ chơi mà bên cạnh vai trò giải trí lành mạnh còn mang đến cho trẻ những bài học bổ ích. Những kiến thức khoa học lý thú, cổ vũ trẻ tìm tòi, sáng tạo để phát triển tư duy và kỹ năng tạo điều kiện để trẻ thỏa sức khai phá tiềm năng bản thân và khám phá thế giới, đối tượng sử dụng. Phù hợp cho các bé từ 7 tuổi trở lên, giới thiệu về thương hiệu 4M, 4M là thương hiệu đồ chơi giáo dục hàng đầu thế giới. Được thành lập tại Hong Kong, sinh 1993, với bề dày 27 năm phát triển, 4M đã có mặt và được yêu thích tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Được trao tặng hơn 30 giải thưởng tại các hạng mục sản phẩm sáng tạo vì sự phát triển của trẻ sự phát triển của giáo dục stem steam và vì môi trường xanh